Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, dưới tác động của đới gió đông nam ẩm, trong đêm nay cả miền Bắc vẫn có mây nhiều, trong đó ở các tỉnh thành phố thuộc khu vực phía đông bắc bộ là vùng đón nhận lượng ẩm từ gió đông nam nhiều nhất nên sẽ có sương mù dày đặc. Vùng ven biển khu vực đồng bằng sẽ có hiện tượng quá mù ra mưa. Những cơn mưa này chỉ xuất hiện về đêm và sáng, còn trưa và chiều mai, Đông Bắc Bộ trời tạnh ráo, hửng nắng về chiều. Vì thế nền nhiệt ngày sẽ không thấp, phổ biến từ 25 đến 27 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Tây Bắc Bộ không nằm trong vùng tác động của gió Đông Nam, ngày trời nắng sớm, nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La và cả Hòa Bình đều ở mức cao từ 26 đến 28 độ. Gió đông nam ẩm cũng tác động đến miền Trung khiến cho khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trong đêm nay và sáng ngày mai mây nhiều, sương mù cũng dày, tầm nhìn xa giảm thấp trong khoảng từ 4 đến 7 giờ sáng. Đến trưa và chiều mai ở ba tỉnh Bắc miền Trung trời sẽ chuyển nắng, nền nhiệt tăng lên mức từ 27 đến 28 độ. Còn ở khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận nằm ngoài vùng tác động của gió đông nam ẩm, trời tạnh ráo, nắng sớm, nền nhiệt ngày mai duy trì trong khoảng 29 đến 32 độ. Ở phía Nam, khối không khí ổn định chi phối Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục đón ngày cuối tuần với thời tiết nắng mạnh. Ở miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ phổ biến ở mức 36 độ, riêng một số nơi như là Đồng Phú và Biên Hòa, nhiệt độ cao xấp xỉ 37 độ. Còn ở miền Tây, nhiệt độ dao động trong khoảng 34 đến 35 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên, các tỉnh như là Kon Tum và Gia Lai, nhiệt độ cao 32 đến 33 độ. Khu vực Đắk Lắk và Đắk Nông, nhiệt độ trong khoảng 31 đến 32 độ. Trên biển, không có nơi nào xảy ra tình trạng biển động. Ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió chuyển hướng Đông Bắc đến Đông, cường độ giảm còn ở mức cấp 3, cấp 4. Với khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc ở mức cấp 4, cấp 5. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.